chợ Tập Sơn năm 2023, nửa năm 2023 nè đó, được không đó. Chợ Tập Sơn Trà Cú Trà Vinh đó. Đó quay cho quý vị ở nước ngoài thưởng thức cái cảnh ở nông thôn á, nông thôn bây giờ ta ngon lành vậy đó, đó. Lộ nè, xe chạy diễn điện nó đã không? Không ở bên Mỹ thấy cho đỡ nhớ quê ha. À, đó đường quê bây giờ nông thôn ta ngon lành không? Đâu phải như hồi xưa dân quần săn quần tới háng lội trong sình bụng đâu ha. Đẹp chưa? Lâu lâu ở bên Mỹ về về thăm quê hương chơi nha. Còn không thăm được thì cũng đỡ nhớ quê đó. À, nông thôn người ta bây giờ vậy á, không phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa săn quần sát háng luôn á, lội á, có con đường mà không nên thân vé thì xe chạy lật nghiêng lật ngửa. Bây giờ người ta ngon không? Năm 2023 nè, 2023 không phải như hồi thời bao cấp cái lúa mùa lội cả ổn quẹt đâu rồi đó. Thấy không, đỡ nhớ quê em. Tập Sơn Trà Cú Trà Vinh đó. À, Tập Sơn Trà Cú Trà Vinh Việt Nam. À, phát âm chuẩn không? Rồi ok, hẹn gặp lại quý vị clip video clip khác ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Mấy ông nội, mấy bà nội, nói đùa cho vui chút xíu rồi chứ cảm ơn nhiều em. Ok, hẹn gặp lại clip khác.